Thưa quý vị, mặc dù đến tháng 4 âm lịch, lễ hội cấp quốc gia với bà chúa xứ Núi Sam mới diễn ra, nhưng thời điểm này, mỗi tuần, khu du lịch quốc gia Núi Sam đón hàng trăm ngàn lượt khách thập phương đến tham quan chiêm bái, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Để phục vụ tốt cho việc đi lại cho du khách và người dân địa phương vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, thành phố Châu Đốc đã xây dựng và triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa lễ hội cấp quốc gia với bà chúa xứ Núi Sam, nhất là cao điểm thứ Bảy và Chủ nhật, Công an phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc phối hợp cùng các lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát và giải tỏa lòng lề đường khu vực vào miếu bà chúa xứ để tạo thuận lợi cho du khách vào tham quan, hướng dẫn phân luồng giao thông, kịp thời giải quyết những trường hợp ùn tắc giao thông. Theo Công an thành phố Châu Đốc, chỉ trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, lượng khách đến thành phố Châu Đốc gần 200.000 lượt người và trên 10.000 xe ô tô, mô tô các loại đến tham quan cúng giếng tại khu vực miếu bà chúa xứ Núi Sam. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày cao điểm tại các khu vực phức tạp trên địa bàn thành phố, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Châu Đốc phối hợp đội thanh tra giao thông 62 tổ chức phân luồng hướng dẫn các phương tiện đi đúng luồng tuyến, lực lượng Công an thành phố Châu Đốc, công an các phường tăng cường ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ cao về ùn tắc giao thông, xây dựng phương án biện pháp tổ chức điều tiết giao thông để giải quyết kịp thời khi xảy ra ùn tắc. Ban chỉ huy Công an phường Núi Sam đã triển khai các kế hoạch của đội nghiệp vụ và Công an thành phố đã triển khai, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, trật tự đô thị và một số lực lượng nòng cốt ở địa phương để đảm bảo như giải tỏa phố thông hè thoáng, đồng thời hàng ngày vào thứ Bảy, Chủ nhật các giờ cao điểm để coi như là phân luồng các cái ngã ba và cổng trên, cổng sau khu vực miếu bà, không đảm bảo cho xe không bị ùn tắc cũng như là thuận tiện cho các cái phương tiện của các hành khách ở các nơi khác đến đây. Tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên ở địa phương tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên những địa bàn, những tuyến dân cư, nhất là những địa bàn tuyến dân cư có phức tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đồng thời đổi mới về phương thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn đối tượng để người dân dễ hiểu, qua đó nhằm nâng cao các ý thức của người dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đối với các ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì chúng tôi phân công lực lượng cảnh sát giao thông trật tự là phải tập trung trực chiến 100% quân số để mà phối hợp với các lực lượng là có liên quan tăng cường công tác tuần tra kịp thời và qua đó xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm. Đồng thời phối hợp với các lực lượng khác có liên quan để mà tổ chức phân luồng vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật ở các ngã ba, ngã tư và các điểm phức tạp về an toàn giao thông để tránh cái tình trạng xảy ra cái ùn tắc giao thông. Tiếp tục tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn, nhất là các cái giờ cao điểm, các cái tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Qua đó huy động tối đa lực lượng cũng như là phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ trong các phát hiện vi phạm, rồi tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến cái tai nạn giao thông như là chạy quá tốc độ, tránh vượt không đúng quy định, đi không đúng phần đường, sử dụng rượu bia khi lái xe, rồi là các trường hợp là quá tải, quá khổ, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Châu Đốc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Trong đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn từ việc lái xe uống rượu bia khi tham gia giao thông. Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo lễ hội với bà chúa xứ Núi Sam diễn ra an toàn.